Hôm nay thầy trò chúng ta sẽ tiến hành nghiên cứu một cái bài rất là quan trọng, nó mang cái tính khái quát cho toàn bộ cái chương trình địa lý lớp 12, chính là bài Việt Nam trên đường đổi mới hội nhập. Bài này sẽ cho các em thấy được cái bức tranh toàn cảnh của cái nền kinh tế xã hội nước ta trong 20 năm đổi mới. Và chính cái bài này sẽ là cái bài định hướng, đúng không? Và giải quyết những cái câu hỏi tổng hợp. Vì thế, mong rằng là các em sẽ tìm hiểu, nghiên cứu và ôn tập bài này cho tốt.